tươi ngon quá. Mấy cái trái này á, mà ép ra uống là hết sảy luôn. Chào Trắng Tuyền. Ý, dạ em chào chị Thủy. Sao mà mua nhiều rau củ quả dữ vậy? Dạ tại vì em muốn ép ra uống để giữ dáng đẹp da mà. Dạ em cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng rồi. Em nghe ai cũng nói là uống nước ép thì sẽ giữ dáng nè, đẹp da, rồi giảm cân, nói chung là rất là nhiều những cái công dụng thần thánh luôn. Nhưng mà em cũng chưa có được biết cụ thể là từng cái loại nước ép nó có những cái công dụng như thế nào, thì chị có thể chia sẻ giúp em cũng như là quý khán giả để có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Và trong thành phần của nước ép trái cây thì tất nhiên là sẽ có nước nhiều nè, rồi có thêm đường, đường này là đường glucose hoặc có thể đường fructo là nhiều là trong trái cây, đặc biệt là trái cây là vitamin C, nó sẽ giúp cho mình chống oxy hóa, chống lão hóa. Vitamin C tăng sức đề kháng cho cơ thể để chống, thậm chí là chống được siêu vi, chống được cúm, chống được covid, chống những cái tàn phá của những cái chất ion hóa ở trong cơ thể của mình. Thậm chí vitamin C nó sẽ là một cái chất để giúp cho mình tạo nên cái collagen. Mà collagen chính là những cái chất mà giúp cho da mình căng đẹp vân vân. Thì cho nên là uống nước trái cây rất là tốt. Cái việc gì thì nó cũng có mặt lợi và mặt hại đúng không ạ? Cho nên bác sĩ có thể chia sẻ giúp em thêm về những cái điều là không tốt khi mà chúng ta sử dụng nước ép không đúng cách không ạ? Trong trái cây thì một số loại nó lại có vitamin C nhiều là nó có vị chua đúng không? Nếu mình uống nước ép vào cái giai đoạn mà lúc bụng mình dạ dày nó trống trống quá thì cái axit ở trong trái cây nó còn cộng với axit trong dạ dày mình sẽ làm nguy cơ là tổn thương cái dạ dày. Trong cái nước trái cây thì nó có đường nhiều như Thủy vừa nói á, thì trong cái nước đường á, là đây là những cái đường đơn. Cho nên là khi mình uống vào cơ thể thì nó sẽ được hấp thu vào máu rất là nhanh và nó làm tăng đường huyết. Thì đối với những cái người bị bệnh đái tháo đường á, thì là những người đó là phải kiểm soát cái lượng đường, không có được thấp quá mà cũng không được cao quá. Một những nghiên cứu gần đây thì Thắng thấy rằng nếu mình dùng đường fructo trong trái cây nhiều á, nó cũng có thể làm gan chuyển hóa mỡ. Mình siêu âm sẽ thấy là gan nhiễm mỡ đó. Thì nên trái cây là một cái loại thực phẩm mà người ta khuyến cáo là chỉ dùng khoảng 200 gram một ngày với hai loại khác nhau, chứ không nên dùng quá nhiều ha, thì cũng không có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh những cái mặt lợi của cái việc mà chúng ta sử dụng trái cây, chúng ta làm nước ép uống, thì cũng có những cái mặt hại từ cái việc mà dự trữ trái cây không đúng cách, thì bác sĩ có thể chia sẻ giúp em về cái vấn đề đó không ạ? Qua cái quá trình mà mình từ lúc mà mình thu hoạch về rồi mình bảo quản, rồi mình mua về nhà, rồi mình để ở nhà, bao lâu nữa rồi mình mới sử dụng. Thì như vậy cái thời gian nó càng dài, hoặc là nhiệt độ nó càng nóng, hoặc là bị ánh sáng mặt trời chiếu càng nhiều, thì như vậy cái vitamin C sẽ mất dần dần theo thời gian. Và như vậy thì nếu mình để quá lâu mình mới sử dụng những cái trái cây này á, thì nó sẽ thì mình thấy nó héo héo rồi đó, thì vitamin C nó sẽ còn rất là thấp. Mình nên lựa là còn nguyên vẹn ha, mới. Rồi về là mình nên rửa sạch, rồi mình phải lau khô, mình để cho ráo hoặc lau khô rồi sau đó mình để vào ngăn mát tủ lạnh để mình bảo quản, thì như vậy sẽ giữ được lâu hơn. Để đảm bảo được chất lượng thực phẩm cũng như các loại rau củ quả tươi lâu hơn, tủ lạnh Aqua tích hợp nhiều chức năng mới với ngăn khô ẩm riêng biệt, phù hợp với các loại thực phẩm khác nhau, giúp việc dự trữ trở nên khoa học hơn. Ngoài ra, tủ lạnh Aqua còn có chức năng diệt khuẩn khử mùi, TABT, nên các loại thực phẩm vừa tươi sống vừa đảm bảo an toàn vệ sinh. Và em thấy là cái thời buổi hiện đại ngày nay á, thì những cái tủ lạnh á, nó cũng đã tích hợp được rất là nhiều những cái tính năng ưu việt để giúp chúng ta có thể tinh dùng nhiều hơn rồi đúng không ạ? Cứ mỗi lần mà gặp chị á, giống như là bản thân em, cái kho tàng về kiến thức dinh dưỡng của trong em á, là nó được làm đầy lên rất là nhiều luôn. Em nghĩ là không chỉ riêng một mình em đâu mà quý vị khán giả trong chuyên mục Cuộc Sống Thường Ngày cũng đã có thêm được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích để chúng ta bảo vệ sức khỏe cũng như là giữ gìn vóc dáng và vẻ đẹp tự nhiên của mình rồi đúng không ạ? Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Cuộc Sống Thường Ngày cũng đã hết rồi. Trang Tuyền cũng như là chuyên gia dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy xin gửi lời chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.